Xem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9,99 đồng trong 1 tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Trở lại cái đề tài này chút xíu trước khi qua đề tài khác, thưa quý giả, thì trở lại ông Tập Cận Bình và phía bên Đảng Cộng sản Trung Cộng, thì chúng ta bây giờ thấy hình như cái chủ nghĩa cộng sản nó biến thể. Nó biến thể ở chỗ là từ lúc mà Lenin đẻ ra cái Lenin lấy cái chủ thuyết này của Karl Marx và biến nó nghĩa là nấu cháo, nấu chút xíu rồi cho nó biến thể chút xíu, rồi áp dụng trên toàn thế giới và dùng cái chủ nghĩa là để đi gọi là đi chinh phục toàn thế giới. Bây giờ thì cái chủ nghĩa đó bị sụp đổ ở cái nồi cộng sản. Nhưng mà những kẻ như là Putin hoặc là Tập Cận Bình bây giờ vẫn tiếp tục dùng cái đó mà biến thể nó qua một cái hình thái khác. Một cái hình thái đó là gì? Là sử dụng cái chủ nghĩa tư bản nhà nước để mà đi bành trướng trên thế giới, thay vì là dùng dưới cái chủ nghĩa cộng sản như trước kia. Và họ tuyên truyền rằng chủ nghĩa tư bản nhà nước là cái chủ nghĩa tuyệt vời nhất có thể thay thế chủ nghĩa tư bản hiện tại, là bởi vì do một bên quyết định thôi. Là vua đây được thắng, là vua là một bên quyết định thôi. Thì chúng ta thấy là chính vì vậy mà Tập Cận Bình mới đưa ra cái chủ thuyết gọi là giấc mơ Trung Quốc đó, gọi là Trung Quốc mộng. Cái Trung Quốc mộng này là gì? Là biến Anh Trung Cộng sẽ trở thành một cái cường quốc trên thế giới, thay thế Hoa Kỳ vào năm 2049. 2049 là đúng 100 năm. Mà do một vị vua đưa ra. Do vị vua đưa ra là 1949 là năm Đảng Cộng sản Trung Quốc có từ thành lập. Đến 2049 là đúng 100 năm. Thì Tập Cận Bình chủ trương là đúng 100 năm sau á, thì Trung Cộng sẽ thay thế Hoa Kỳ trở thành một cái cường quốc trên thế giới. Đúng 100 năm. Cho nên mới có cuốn sách là 100 năm chạy đua marathon để mà thay thế Trung Cộng bá chủ. Trên thế Hoa Kỳ là bá chủ. Và cái chuyện mà anh Trung Cộng làm bá chủ đó thì chuyện đó là người Mỹ á, chúng ta đôi lúc họ nhìn vô cái chuyện mà anh Trung Cộng vấn đề kinh tế là hy vọng thay đổi. Mà tới ngày hôm nay vẫn nghĩ là vấn đề kinh tế sẽ thay đổi đến Trung Cộng. Yeah. Và tôi nghĩ là những người Mỹ và những người mà Tây Phương như chúng ta đó, yeah, nếu mà không từng ở với Cộng sản như mình đó, yeah, rất là dễ bị dụ. Dễ bị dụ, dạ, dạ. Và dễ nhìn vô anh Cộng sản là tính anh nó giống như mình đó, dạ. Là giống như Tổng thống Trump thương lượng với Cộng sản là tên là trên hết, dạ. Anh Cộng sản không phải tên là trên hết, dạ, vâng. Anh Cộng sản đôi lúc phải có những cái chuyện mà đánh anh mạnh hơn, dạ. Chứ còn Cộng sản mà dùng cà rốt không á, không thể nào mà anh chị anh Cộng sản được, dạ, vâng. Và anh Tập Cận Bình là một trong những anh Cộng sản gốc, dạ. Và anh Cộng sản Việt Nam là những anh đi theo anh Cộng sản gốc, anh Trung Cộng, dạ. Bố mình làm gì mình làm theo, dạ. Và chủ nghĩa cộng sản tư bản đó, yeah, để ra được mấy anh nắm quyền thì giữ cái nắm quyền nó hoài, yeah. Bởi vậy chúng ta thấy anh Tập Cận Bình đó, ông Tập Cận Bình ông đã có những cái chủ thuyết, chẳng hạn như lập ra những cái viện học về Khổng Tử đó, Khổng Tử mà ở khắp nơi trên toàn thế giới và đặc biệt là Hoa Kỳ. Gần đây cũng bị đánh đến từng tháng, yeah, bị Hoa Kỳ họ dẹp, yeah. Nhưng mà mở ra những viện Khổng Tử đó tại vì nó dạy về vấn đề mà chính sách mà về vấn đề vua mà ông Tập Cận Bình thì muốn biến mình làm vua. Yeah. Mà muốn dạy cho người dân biết là trong cái đảng đưa tôi lên làm vua, yeah, cho nên quý vị phải tôn trọng tôi, yeah. Và tại vì tôi mang được cái mộng bá chủ thế giới như Tần Thủy Hoàng đã làm, như Khổng Tử đã đề cao cái chuyện, yeah, mà vị vua lên. Nghĩa là quân phu phụ đó. Quân phu phụ. Đó là cái lý do. Vâng. Xem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9,99 đồng trong 1 tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.